Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị KTM 790 đúc 2020 hoàn toàn mới, đã về đại lý bán lẻ Suzuki ZX-S 710 toát mồ hôi. Cái mẫu mô tô được mong đợi bấy lâu, KTM 790 đúc 2010 đã về các lý bán lẻ với mức giá đề xuất 282,8 triệu Việt Nam đồng, sẵn sàng đối đầu với đất giữa một cạnh tranh mạnh khác. Một trong những dòng sản phẩm xe hai bánh sáng giá nhất vừa có mặt ở thị trường Ấn Độ là cái chiếc KTM 790 đúc 2020. Cái mẫu xe tầm trung này được rao bán mức giá niêm yết là 863.954 INA, tương đương khoảng là 282,8 triệu Việt Nam đồng, có số lượng giới hạn. Cái phiên bản mới này đã bắt đầu về nhân lý bán lẻ và chấp nhận các đơn đặt hàng không chính thức. Xe có cái tấm bảo vệ được cài đặt ở bên trái cạnh cái chỗ để chân người ngồi sau, và phía trước là nơi để cái biển số đặt ngay trên cái đèn pha. Cái mẫu xe chẩm lở này có cái thiết kế chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng LED, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi nhan. Trong khi đó, cái cụm đồng hồ trên xe thuộc cái loại là TFT màn hình màu hoàn toàn mới, kết hợp cùng với kết nối Bluetooth và những nút điều khiển âm nhạc và các cuộc gọi. Phong cách xe chẩm lở với hệ thống phần cứng cao cấp, động cơ mạnh mẽ, thiết bị điện tử chuyên sâu. Cái bộ động cơ LT8T với dung tích là 799cc, hai xanh thẳng hàng, làm mát bằng cái lỏng, đáp ứng được cái tiêu chuẩn cái thải mới BSIV. Hệ thống cái động cơ này cho phép đạt được cái công suất 105 lực tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút, và cái moment tích cực đại là 87 Nm tại vòng tua 8.000 vòng trên phút. Các thiết bị điện tử hỗ trợ tới xe bao gồm bướm ga thông minh, gồm thêm 4 chế độ Sport, thể thao, Drift đường phố, Trans đường mưa và Track là đường đua. Các thiết bị an toàn khác bao gồm hệ thống kiểm soát bấm đường ABS, ABS cua góc, chống bốc đầu và chống trượt MSA. Các khối động cơ này đi cùng những hộp số sao cấp sử dụng cái công nghệ hỗ trợ chống trượt BASC, hệ thống sang số nhanh lên và xuống số. Phần cứng giảm sóc trên xe bao gồm bộ cuộc đảo chiều không chỉnh trước WB gỡ là 43mm ở phía trước và cái giảm sóc đơn tùy chỉnh phía sau. Cái sự xuất hiện của chiếc KTM 790 đúc 2020 chắc chắn sẽ làm sôi động thêm thị trường mô tô tầm trung. Trong đó chắc chắn những hãng nặng ký như Ducati Sportster, GM Chicago, Suzuki ZX-S 710 và cả Kawasaki Z900 sẽ cảm thấy lo lắng về cái thị phần của mình. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.